chân dài. Bây giờ mình có cái lợi thế là mình có ba chị em ở đây, mỗi người có thể đứng vào một vị trí nếu như mình bị hoang mang với những cái sự lựa chọn. Xin mời đáp án của chương trình. Nikola Tesla, Paul Allen, Larry Tesler. Mời mọi người xem câu hỏi. Ai đã đưa ra ý tưởng về tính năng copy cắt dán quen thuộc trên máy tính? Bắt đầu. Trời, em không biết luôn. Không biết thì mình chia ra mỗi người đứng ngô. Trời, bí luôn, bí luôn, lạ không? Copy cắt dán rất là quen thuộc, chúng ta sử dụng hàng ngày khi chúng ta đánh văn bản. Nhanh lên nha, Kim Anh quyết định nha. Thấy kiểu ai cũng lạ, nó hơi giật. Đùi ô. Không được. Không, không, không. Giờ mình bỏ một ô luôn. Bây giờ đứng giữa đi cho chắc. Rồi. Rồi. Chia ra đi, nếu không chắc. Chia ra. Các em hình như đều phân vân với cái sự lựa chọn này. Bởi vì mình không có biết đúng không? Dạ đúng rồi. Mình thấy cái tên nào nó cũng mơ hồ quá. Mà trong khi cái công cụ này, cái tính năng này mình sử dụng hàng ngày, nhưng mà ai là người phát minh ra nó? Thì các bạn đã chọn hai vị trí, Paul Allen và Larry Tesler. Cái này là chọn ngẫu nhiên thôi phải không em? Em thấy hai tên này đẹp thì chọn thôi. Lãng vậy đó. Thấy đẹp là chọn vậy thôi. Không, nói thì nói em nghĩ là, tại vì nói chung là nhớ đâu đó đó, mà nó khó quá thì thôi thì mình cứ chọn hai bên đây cho chắc ăn. Một là chị ra đi, hai là em ra đi. Ba chúng ta cùng ra đi mọi người. Đúng rồi đó. Nếu như bên rồi. Đáp án Nikola Tesla này là đúng thì ba chị em cùng ra đi một lúc nha. Yeah. Anh sẽ công bố đáp án Nikola Tesla. Giờ còn em với chị thôi á. Vấn đề giờ là một người ở lại hay hai người ở lại vậy thôi. Nếu như mà hai người ở lại thì ngon, bởi vì còn lại đội trưởng. Hai đáp án của chương trình đưa ra là Paul Allen và Larry Tesler. Cái nào đúng, cái nào sai? Xin mời. Đúng vậy. Tiếc quá, hai người ra đi cùng một lúc, trong đó có cả đội trưởng Nhật Kim Anh. Chỉ còn lại một mình em trai đứng ở vị trí Larry Tesler. Ông là một nhà khoa học về máy tính, ông đã làm rất là nhiều. Nhân vật Larry Tesler vừa qua đời vào tháng 2 năm 2020, tức là mới gần đây thôi. Một người đóng góp rất là lớn cho cái nền khoa học của thế giới. Em đã chọn đúng cái vị trí này, mang về cho đội mình 5 triệu đồng. Mời em đến đây cùng với anh. Rồi, em biết giờ Nhật Kim Anh sao rồi ta? Gặp gỡ lại những người thân của mình trong căn phòng trống nha. Dạ. Trời ơi. Nguyên một cái đội hình thiệt đẹp vậy đó, vô tổng đứng hết trơn hết trọi. Bỏ mình em bơ vơ ngoài này luôn á. Bây giờ sẽ là khó cho em. Dạ. Như nãy anh nói ban đầu, khi có mình em gái cái đứng ở trong đó đó thì mình sẽ dễ cho cái việc là mình dùng cái quyền hồi sinh. Dạ. Còn giờ tới 4 người không biết hồi sinh ai hết, mà em chỉ có một cái quyền hồi sinh thôi. Dạ. Sao mọi người, có gì muốn nói không? Trong đó ổn không mọi người? Không ổn trong lắm. Trong đây không ổn không chút ổn nào lắm. Không ổn lắm. Gia đình gì vô đây hết rồi. Ai cái muốn được hồi sinh? Cái câu gì mà khó quá. Em hận cái người nào mà viết được cái câu hỏi này. Không xui em ơi. Có những câu khó hay những câu dễ nó cũng trộn lẫn với nhau thôi, chứ mình không có biết trước được. Giờ có ai muốn hồi sinh không ạ? Em nghĩ là anh chơi được chơi nữa. Chị nghĩ là một mình em chơi thì nó em hát toàn đúng rồi. Không chơi được, bỏ mơ không chơi nữa, không luôn. Em ơi, người ta nói vậy thôi, trước mặt ống kính người ta nói vậy thôi, chứ thử mà cắt một cái coi là ai nó cũng sôi sục liền là tức nha. Tất cả một cái tùy thuộc em quyết định. Tạm biệt mọi người, mời em về chỗ. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã đi qua vòng thi đầu tiên. Mỗi đội đã trả lời 3 câu hỏi. Số tiền mà các đội tích lũy được đến giờ phút này như sau. Đội chân dài các bạn có 15 triệu đồng. Đội đoàn kết 18 triệu đồng. Ngoài ra còn giữ lại được đội trưởng, cộng thêm 10 triệu nữa là 28 triệu đồng. Và bây giờ trước khi đến với vòng 2 và chúng ta biết xem ai sẽ là người được hồi sinh, hãy nghỉ với Lào ít phút nha.
Chào đón quý vị khán giả đang đến với vòng thi thứ hai. Vòng này có tên là Cùng Đối Đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ biết hai người mà được các bạn quyết định hồi sinh ở vòng thi này là ai nha. Xin mời. Đó chính là đội trưởng Nhật Kim Anh và Tiến Kim. Mời các bạn về vị trí của mình. Bé nhờ cái áo màu vàng nó lay động được trái tim của anh Lý Hùng. Ông cố tình là sặc sỡ mà rực rỡ. Đó, giờ ba anh em màu giống giống nhau. Rực rỡ luôn, sặc sỡ luôn. Bên đây thì giải cứu đội trưởng là cái điều mình cũng nghĩ được, đúng không? Là hiển nhiên nên cứu đội trưởng chứ. Dạ. Nhưng mà bây giờ hai người mới được giải cứu phải làm sao đó để hỗ trợ tốt nhất cho những người đồng đội của mình để có thể vượt qua vòng này. Qua được vòng này thì các bạn mới giữ được số tiền mà các bạn đã tích lũy được ở vòng 1 nha. Vòng này mỗi đội sẽ cử một thành viên lên đứng ở vị trí chiếc két sắt. Anh sẽ đưa ra câu hỏi cho từng đội để trả lời. Và các bạn nghe câu hỏi xong, các bạn hãy nhìn lên màn hình ở đây. Nó sẽ có đáp án. Và đáp án ấy đã được thay đổi vị trí của các ký tự. Và chúng ta phải đoán ra xem coi cái đáp án đó là gì trong vòng 15 giây. Bây giờ anh hỏi đội chân dài, ai sẽ là người đại diện đội mình trước? Em đi ha. Dạ rồi. Okay. Duy Dương. Dạ. Còn bên đội đoàn kết Phượng, đúng không? Dạ. Mời Dương và Phượng vào vị trí. Câu hỏi sẽ dành cho Duy Dương trước. Dạ. Loại thức uống nào thường có trong các dịp lễ hội của đồng bào Tây Nguyên? Bắt đầu. Rượu cần. Rượu cần, chính xác. Rượu cần, chúng ta thấy rằng trong dịp lễ hội bà con có nguyên một cái ché rượu cần này nè. Xong rồi có nhiều cái ống hút dài dài ra, mỗi người ngậm đầu. Dạ. Mình uống rất là ngon. Và trong rượu cần đó là các loại lá, những loại dược liệu của vùng đồng Tây Nguyên. Dạ. Và được ngâm cho nó lên men, nó ra một cái hương vị rất là đặc biệt. Câu số 2 dành cho Phượng nè. Địa danh nào ví như Maldives của Việt Nam? Bắt đầu. Hết giờ. Anh Hùng đoán ra không anh Hùng? Kỳ Co. Kỳ Co, chính xác. Bây giờ thì đội anh đã mất đi một thành viên. Ai sẽ là người tiếp theo? Kim ha. Dạ. Mời em. Câu hỏi dành cho Duy Dương. Núi nào nóng nhất trên hành tinh? Bắt đầu. Núi lửa. Đó là núi lửa. Đây là một câu đố mẹo. Núi nào nóng nhất không phải là một cái tên núi nào riêng biệt mà là cái núi lửa. Dạ. Núi lửa nó có phun lửa trên đó nó nóng vậy thôi. Phượng, câu hỏi cho em. Trong bài hát Giấc mơ Chappy của nhạc sĩ Trần Tiến, Chappy là tên gọi của vật gì? Bắt đầu. Cây đàn Chappy. Chính xác. Em biết bài này không? Dạ em có nghe. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, có hai người yêu nhau. Đó, bài hát về Chappy. Duy Dương, ở Nhật Sakura là tên gọi của loài hoa nào? Bắt đầu. Hoa anh đào. Đó là hoa anh đào. Giờ mà nhắc tới đất nước Nhật Bản thì mình nghĩ ngay đến hoa anh đào thôi ha. Câu hỏi dành cho Kim. Loài hoa xuất hiện vào tháng 11 trên khắp các con phố ở thủ đô Hà Nội. Bắt đầu. Cúc họa mi. Hay dạ, chính xác. Cúc họa mi. Dương, ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm ở nước ta là ngày lễ gì? Bắt đầu. Giỗ Tổ Hùng Vương. Yeah. Giỗ Tổ Hùng Vương. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Đó, câu này hầu như là người Việt Nam nào chúng ta cũng thuộc. Trở lại với Kim. Người nữ anh hùng Võ Thị Sáu gắn liền với loài hoa nào? Bắt đầu. Hoa lê kim ma. Chính xác. Có cái bài hát nào em nhớ không? Mùa hoa lê kim ma nở. Mùa hoa lê kim ma nở, đẹp quê miền đất đỏ. Gắn liền với người anh hùng Võ Thị Sáu. Tiếp theo, câu hỏi cho Dương. Trong tác phẩm Tình Anh Bán Chiếu của Viễn Châu, ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kênh nào? Bắt đầu. Bờ kênh Ngã Bảy. Chính xác. Em thuộc câu này không? Dạ thuộc nhưng mà không có hát được á. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kênh Ngã Bảy. Cái câu hát rất là nổi tiếng trong cái bài Tình Anh Bán Chiếu của soạn giả Viễn Châu. Dạ.
Tiếp theo, Kim, theo phong tục Nhật Bản, một số đàn ông sẽ phải làm gì nếu trót gây ra những lỗi lầm? Bắt đầu. Anh làm như vậy á, bé nó lại không biết, nó kêu chắc là ngứa quá gãi đầu. Là gì anh? Cái phong tục của người Nhật là khi họ có lỗi lầm á, là họ sẽ cạo trọc đầu. Dạ, cạo trọc đầu là đáp án chính xác. Và bây giờ còn một mình anh Hùng thôi, anh phải vào vị trí này thôi. Mời anh. Đây, Dương chuẩn bị. Dạ. Em hãy cố gắng làm sao mà đội trưởng của em không cần phải ra trận nha. Dạ. Đúng rồi. Em sẽ chiến đấu thay chị. Đây, okay. Phụ nữ miền Bắc mặc áo tứ thân và chích khăn gì trên đầu? Bắt đầu. Khăn mỏ quạ. Chính xác. Khăn mỏ quạ. Anh Lý Hùng, trong MV Sugar của nhóm nhạc Maroon 5 đã bất ngờ xuất hiện ở đâu? Bắt đầu. Quen lắm anh ơi. Từ đầu chương trình đến giờ anh Hùng tính ra anh xem cũng khá nhiều MV của các ca sĩ nổi tiếng. Yeah. Nhưng mà với cái MV Sugar của nhóm Maroon 5 thì anh chưa xem. Cho nên anh không biết là đã xuất hiện bất ngờ ở tại tiệc cưới. Kim Anh xem này chưa? Dạ có. Tiếc quá, tiếc cho anh Lý Hùng. Duy Dương, một mình em đã chinh phục được cái vòng thi này. Chiến thắng dành cho đội chân dài. Yeah. Mời hai chị em đến đây. Quá em ơi, em làm cho đội trưởng của em nở mày nở mặt. Yeah. Và thở phào nhẹ nhõm nè em. Không sao, em cũng có thể nghênh chiến. À vậy hả? Yeah. Và bây giờ mình gặp lại những người bạn của mình nào. Xin mời kết nối căn phòng trống. Giỏi quá. Giỏi quá. Trời ơi, xuất sắc luôn á. Nhưng mà giờ em hồi sinh được không? Không. Hả? Còn ai nữa hồi cho em thì còn gì nữa. Đó, giờ là tới phiên mình hồi hộp nè. Là bởi vì mình phải chinh phục thêm một cái vòng thi nữa. Wow. Nếu như kem muốn, còn nếu không thôi dừng đây đi, mình ra về với 15 triệu. Thôi mình chơi nữa chứ đã chơi là phải chơi tới cùng. Tới luôn. Đúng không, em? Đúng không? Tới cùng. Tắp đi à. Tới luôn. Tới tắp luôn đúng không? Ơi, vậy thì chúng ta sẽ đến với vòng đặc biệt để chinh phục chiếc két sắt 50 triệu đồng quý vị nha. Nhưng hãy dành cho ít phút để nghỉ giải lao.